Mỗi năm, Việt Nam có từ 250.000 đến 300.000 ca não phá thai được ghi nhận chính thức, còn thực tế chưa thể thống kê được. Nhưng hiện nay, Việt Nam đứng đầu châu Á về tỷ lệ não phá thai. Những thống kê này được vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế phúc trình tại Hội thảo về lợi ích của việc tránh thai tổ chức vào ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Thống kê từ hai bệnh viện phụ sản lớn nhất khu vực phía Nam là Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương ở Sài Gòn. Mỗi ngày có khoảng 150 ca đến phá thai. Ngoài ra, ở các bệnh viện phòng khám tư có bao nhiêu ca nữa thì không thể thống kê. Tương tự, bà Hoàng Thị Diễm Tuyết là giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết trung bình một ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 60-70 đến 70 ca phá thai. Trong độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi, không ít thiếu nữ phá thai 2 đến 3 lần, thậm chí có người phá thai đến 6 lần. Báo Trình tử Việt Nam Express cho biết, theo phúc trình mới công bố của Tổ chức Y tế Thế giới, nước có số phá thai cao nhất của thế giới là Trung Quốc với 7.93 triệu ca, thứ hai là Nga với 2.28 triệu, Việt Nam ở vị trí thứ ba với 1.52 triệu ca, hai vị trí thứ tư và thứ năm thuộc về Mỹ gần 1.4 triệu ca và Ukraine với hơn 600.000 ca mỗi năm.